Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Anime. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề được khá nhiều người thắc mắc, đó chính là top 10 gamers mạnh nhất Sword Art Online. Mỗi người lại có một cảm nhận riêng và sẽ tự có cho mình một bảng xếp hạng cho chủ đề trên. Vậy nên bảng xếp hạng dưới đây chủ yếu là dựa trên ý kiến cá nhân của tớ nhé. Trước khi bắt đầu, các cậu lưu ý là top 10 game thủ, tức là người chơi chứ không tính là các NPC hay Immortal Object nhé. Bắt đầu thôi nào. Link start. Eiji, Nochizawa Eiji được biết đến với tên Nautilus trong Sword Art Online và Eiji với vai trò nhân vật phản diện trong Ordinal Scale. Anh ta là bạn thời thơ ấu của Shigemura Yuna, là một trong 10.000 người chơi bị mắc kẹt trong Sword Art Online. Bất chấp tình trạng tương thích kém với Full Drive của mình, Eiji đã trở thành thành viên của huyết hệ kỵ sĩ đoàn dựa trên tiến độ tăng cấp của mình. Tuy nhiên, anh ta đã bị cấm tham gia ngay trong trận chiến Boss tầng 40 do có thể gây nguy hiểm cho nhóm. Vào ngày diễn ra trận đánh Boss, Eiji dẫn đầu một nhóm giải cứu khẩn cấp để hỗ trợ một party bị mắc kẹt, nhưng cuộc giải cứu này đã gây ra cái chết của Yuna. Do đó, anh ta rời guild và sống ẩn giật trong một quán trọ ở tầng 1. Sau khi Sword Art Online bị phá đảo, Eiji tiếp tục cuộc sống ẩn giật trong căn hộ của mình. Cho đến khi cha của Yuna, giáo sư Shigemura Tetsuhiro, mời anh để giúp đỡ trong kế hoạch khôi phục Yuna thành trí tuệ nhân tạo bằng cách tái tạo lại nhân cách của cô từ những ký ức về cô ấy của những người còn sống sót trong Sword Art Online. Điều ấy sẽ cướp đoạt mạng sống của những game thủ đó. Để thực hiện kế hoạch, năng lực thể chất của anh ta được nâng cao nên dễ dàng đạt được hạng 2 trong bảng xếp hạng. Nhưng Kirito đã phát hiện ra điều đó. Để hồi sinh người mình yêu, Eiji phải chiến đấu. Đây hẳn là trận đấu mãn nhãn nhất nhì của SAO. Khi kế hoạch tới giai đoạn cuối, Eiji đã bị phản bội bởi giáo sư. Ông ta triệu hồi một con boss để tấn công và quét ký ức của anh về Yuna. Anh ta cũng tham gia vào Underworld để viện trợ cho nhóm Asuna. Ban đầu anh ta chiến đấu ngang cơ với POH, Prince of Hell. Nhưng dù kỹ năng của anh ta có giỏi, nhưng hắn đã nắm vững nguyên lý sức mạnh của Underworld, nên anh đã thất bại và trở về thế giới thực. Mình tin chắc rằng, xếp hạng Eiji là một trong những gamers mạnh nhất nhì SAO là một điều đúng đắn. 9. Clan. Lần đầu xuất hiện, anh là một newbie chính hiệu được Kirito hướng dẫn cách giết quái, và sau này anh trở nên rất mạnh. Anh là người đầu tiên được Kirito chủ động mời đồng hành cùng cậu, nhưng anh đã từ chối với lý do sẽ đi cùng bạn mình ở thế giới thực. Clan là thủ lĩnh của guild Furikazan, một trong những guild tầm trung. Vũ khí của anh là thanh kiếm Kalakirenai, một trong những thanh kiếm mạnh nhất SAO. Từ một người chơi gà mờ, anh đã trở thành một trong những tiên phong mạnh nhất Endcraft lúc bấy giờ. Sau khi Sword Art Online bị phá đảo, anh bắt đầu chơi Ahem Online. Với tư cách là một Salamander, khác với AGO, Clan đồng hành với Kirito giống như một người đồng đội hết mực tin tưởng, hơn là một người bạn thân. Ở Ordinal Scale là vậy, nhưng AG trong Endcraft lại không có cửa để đánh bại Clan. 8. Lifa Suguha. Suguha là em gái của Kirigaya Kazuto. Suguha là một tay kiếm đạo cừ khôi, được chỉ dạy bởi ông của cô. Suguha ban đầu không thích trò chơi VRMMO vì nó che giấu bản chất của con người, giống như với Kazuto. Nhưng khi nghe Kazuto bị mắc kẹt trong Sword Art Online, cô ấy bắt đầu muốn nhìn thấy thế giới ảo mà anh ấy yêu thích. Do đó cô ấy bắt đầu chơi Ahem Online với tư cách một chiến binh Sylph. Sau khi tham khảo ý kiến của Nagata Shinichi, Recon, người có kinh nghiệm chơi game nhiều nhất trong lớp, cô ấy đã vào trong thế giới ALO để hiểu Kazuto hơn. Lifa đã giành chiến thắng trong giải đấu Sylph, giành được danh hiệu là Sylph mạnh nhất trước các sự kiện của Fairy Dance Arc. Suguha đã trở nên rất giỏi trong ALO vì cô ấy đã luyện tập kiếm đạo trong nhiều năm và các kỹ năng đó rất hiệu quả cho các trận chiến trong ALO. Về sau, Suguha cảm thấy khá đau lòng khi biết Spriggan hóa ra lại là anh họ của cô, Kirito, vì cô đã yêu anh ta mất rồi. Khi vào Underworld cứu Kirito, cô cũng cho thấy sức mạnh của bản thân, chiến đấu với hàng trăm kẻ địch, bị thương nhiều lần và nhờ kỹ năng hồi phục mà cô có thể được coi là người trụ lâu nhất trên chiến trường. Cô từng bị một ngọn giáo bay tới đâm xuyên qua mắt trái, nhưng cô hồi phục lại chỉ trong chớp mắt. Cô còn dễ dàng đánh bại một đại tướng của Dark Territory. Cô cũng là một tay kiếm đắc lực bên cạnh Kirito trong những lần cả nhóm xuống dungeon. Khác với những người chơi khác, kỹ năng của cô có từ việc tập luyện Kendo. 7. Shinon. Khác với nhóm Kirito, cô là người duy nhất tấn công tầm xa. Ban đầu cô là một gamer của Gun Gale Online. Ước mơ có thể cầm súng của cô rất mạnh mẽ vì cô rất yêu thích súng.
nhưng cô lại gặp vấn đề tâm lý khi dùng súng. Đó là một ký ức thuở nhỏ kinh hoàng. Khi cô 12 tuổi, cha cô đã chết vì tai nạn xe hơi. 9 năm sau, trong khi ở bưu điện, một tên cướp có vũ trang đã cố gắng bắn mẹ cô nhưng mất kiềm quyển sát súng sau khi Sinon nắm tay anh ta. Sau đó cô đã bắn anh ta 3 lần, giết chết anh ta. Kể từ đó cô đã sợ súng. Nỗi sợ bùng phát bất cứ khi nào cô nhìn thấy súng với các triệu chứng như ngất đi, nôn mẹ. Dù có chấn thương tâm lý và khó có thể cầm súng, nhưng cô lại là một tay thiện xạ. Trong Gun Game Online, Sinon là một tay bắn tỉa tài năng. Trong trận bán kết của mình, Sinon đã đánh bại đối thủ của mình là Stinger và giành quyền tham dự giải đấu chính. Trong ALO, Sinon là một nữ cung thủ thuộc Cassid. Cô là thành viên của một party 7 người bao gồm có cô, Kirito, Asuna, Clan, Silica, Lisbeth và Lifa, giúp Kirito có được thanh kiếm huyền thoại Excalibur trong game. Trong Underworld, cô đã một mình đọ súng trực diện với Subtilizer, kẻ được coi là mạnh nhất GGO lúc bấy giờ. Cô bị hắn cướp mất đôi chân và thất bại. Dù vậy, cô cũng lấy được của hắn cánh tay phải. 6. Yuki Asuna. Thật lạ khi Asuna lại xếp thứ 6 phải không? Đúng là Asuna rất mạnh, nhưng so với những vị trí đầu thì cô lại yếu thế hơn. Asuna là một cô gái trẻ tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Giống như Kirito, cô không muốn bỏ mặc ai khi gặp rắc rối. Cô ấy tham gia trò chơi một cách nghiêm túc và cương quyết sẽ phá đảo. Trước khi gặp Kirito, Asuna là người luôn chiến đấu hết mình theo kiểu không màng sống chết. Cô từng ở lại khu mê cung vài ngày liền mà không nghĩ đến chuyện sửa chữa trang bị hay nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi gục ngã và được Kirito cứu sống, cô mới bắt đầu phát triển bản thân theo một cách an toàn hơn. Cô ấy dũng cảm hành động theo cách riêng của mình và nhận mọi trách nhiệm cho những gì mình làm. Tên tuổi của cô gắn liền với biệt danh tia chớp Asuna. Cô là một kiếm sĩ thiên về tốc độ, vì vậy nên vũ khí của Asuna đều là các thanh rapier. Cô là một kiếm sĩ mà Kirito hoàn toàn tin tưởng. Không phải tự nhiên mà cô trở thành phó guild của Knights of Blood. Cô cũng là kiếm sĩ do tuyệt kiếm Yuki tuyển chọn. Không chỉ có những kỹ năng kiếm thuộc hàng top mà cô còn là một healer đỉnh của đỉnh. Dù chỉ xếp ở vị trí này, nhưng điều đó cho thấy cô vẫn là một trong những gamers mạnh mẽ nhất. Trên đây là 5 game thủ mạnh nhất top dưới của top 10 người chơi mạnh nhất Sword Art Online. Bảng xếp hạng dựa trên ý kiến cá nhân của tớ, nên các cậu có thể góp ý và bổ sung cho tớ dưới phần bình luận nhé. Phần 2 sẽ sớm ra mắt và hé lộ top 5 còn lại. Cảm ơn các cậu đã xem video này. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh anime ủng hộ chúng tớ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các cậu. Bye bye!